Đây chính là tánh cách toàn thể đại dụng của Phật giáo. Đức Phật dạy rằng: Nhất thiết chúng sinh giai khả thành Phật, nghĩa là tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật. Dù các bạn có tin theo Phật giáo hay không, trong tương lai tất cả các bạn đều sẽ thành Phật. Tại sao? Vì các bạn chạy không khỏi cái vòng chúng sinh. Người nào hiện tại không tin Phật thì tương lai sẽ tin Phật. Đời này không tin Phật thì đời sau có thể sẽ tin Phật. Nói tóm lại là mọi người rồi sẽ tin Phật. Do đó mà tất cả chúng sinh đều được xem như đệ tử của Phật. Hiện nay có tôn giáo không giảng đạo lý cứ quả quyết rằng chỉ có một vị thần độc nhất vô nhị có thể làm chủ tể thế giới, sáng tạo thế giới và khống chế vũ trụ mà thôi. Con người thì không có tư cách làm thần, mà chỉ có thể làm nô lệ cho thần và chịu sự chi phối của thần. Thứ lý luận này rất tương phản với tông chỉ của Phật giáo. Theo tông chỉ của Phật giáo thì ai ai cũng có thể thành Phật được cả. Các chúng sanh đời hiện tại chính là cha mẹ của chúng ta trong đời quá khứ và là những vị Phật trong tương lai. Nếu chúng ta chúng sinh sinh lòng sân hận đối với chúng sinh thì cũng như sân hận đối với cha mẹ mình và chư Phật, và như thế tức là chúng ta trở thành những kẻ bất hiếu đại nghịch. Do vậy đối với chúng sinh thì chúng ta cần phải từ bi kính trọng, giữa người với người thì nên đối đãi một cách chân thành và sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau, chứ đừng chướng ngại đố kỵ nhau. Đó là điểm vĩ đại nhất của đạo Phật. Hôm nay các bạn đến Vạn Phật Thánh Thành tham gia lễ tắm Phật thì tôi xem các bạn như là đệ tử của Phật, mà không cần biết các bạn có tin Phật hay không, có tắm Phật hay không. Người tín ngưỡng Thiên Chúa tôi cũng kể như đệ tử của Phật, người tín ngưỡng Giêsu tôi cũng coi là đệ tử của Phật. Ngay cả những người tín ngưỡng do Thái giáo hoặc Hồi giáo vân vân, tôi cũng đều xem họ như đệ tử của Phật. Tôi tuyệt nhiên không hề xem các bạn là người ngoài đối với Phật giáo. Tất cả mọi người đều là một nhà, cùng chung một gia đình, không phân biệt người này kẻ nọ. Các bạn xem, Phật giáo hoàn toàn không có tư tưởng bài xích tôn giáo khác, thật là vĩ đại biết bao. Phật tử, Đại Bồ Tát có vô lượng đạo, vô lượng trợ đạo, vô lượng tu đạo, vô lượng trang nghiêm đạo. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có vô lượng vô biên đạo phải tu hành, lại có vô lượng vô biên trợ đạo phải tu hành, lại có vô lượng vô biên tu đạo phải tu hành, lại có vô lượng vô biên trang nghiêm đạo phải tu hành. Hai đạo ở trước là ngũ địa, nàn thắng địa, tu đạo là lục địa, hiện tiền địa, trang nghiêm đạo là thất địa, viễn hành địa. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ vô lượng đạo. Những gì là 10? Đó là vì hư không vô lượng nên Bồ Tát đạo cũng vô lượng, vì pháp giới vô biên nên Bồ Tát đạo cũng vô lượng, vì cõi chúng sinh vô tận nên Bồ Tát đạo cũng vô lượng, vì thế giới không bờ mé nên Bồ Tát đạo cũng vô lượng, vì kiếp số không thể tận nên Bồ Tát đạo cũng vô lượng, vì pháp ngôn ngữ của tất cả chúng sinh vô lượng nên Bồ Tát đạo cũng vô lượng, vì thân Như Lai vô lượng nên Bồ Tát đạo cũng vô lượng, vì âm thanh của Phật vô lượng nên Bồ Tát đạo cũng vô lượng, vì lực của Như Lai vô lượng nên Bồ Tát đạo cũng vô lượng, vị trí Nhất Thiết Chí vô lượng nên Bồ Tát đạo cũng vô lượng. Đó là 10. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 thứ vô lượng đạo. Những gì là 10? Đó là 1. Vì hư không vô lượng nên Bồ Tát đạo cũng vô lượng. 2. Vì pháp giới vô biên nên Bồ Tát đạo cũng vô lượng. 3. Vì cõi chúng sinh vô tận nên Bồ Tát đạo cũng vô lượng. 4. Vì thế giới không bờ mé nên Bồ Tát đạo cũng vô lượng. 5. Vì kiếp số không thể tận nên Bồ Tát đạo cũng vô lượng. 6. Vì pháp ngôn ngữ của tất cả chúng sinh vô lượng nên Bồ Tát đạo cũng vô lượng. 7. Vì thân Như Lai vô lượng nên Bồ Tát đạo cũng vô lượng. 8. Vì âm thanh của Phật vô lượng nên Bồ Tát đạo cũng vô lượng. 9. Vì lực của Như Lai vô lượng nên Bồ Tát đạo cũng vô lượng. 10. Vì trí huệ Nhất Thiết Chí vô lượng nên Bồ Tát đạo cũng vô lượng. Đó là 10 thứ đạo vô lượng của Bồ Tát. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ vô lượng trợ đạo. Đó là như cõi hư không vô lượng, Bồ Tát tích tập trợ đạo cũng vô lượng. Như pháp giới vô biên, Bồ Tát tích tập trợ đạo cũng vô biên. Như cõi chúng sinh vô tận, Bồ Tát tích tập trợ đạo cũng vô tận. Như thế giới không bờ mé, Bồ Tát tích tập trợ đạo cũng không bờ mé. Như kiếp số nói không hết được, Bồ Tát tích tập trợ đạo tất cả thế gian cũng nói không hết được. Như pháp lời nói của chúng sinh vô lượng, Bồ Tát tích tập trợ đạo sinh ra trí huệ, biết pháp lời nói cũng vô lượng. Như thân Như Lai vô lượng, Bồ Tát tích tập trợ đạo khắp tất cả chúng sinh, tất cả cõi, tất cả thế giới, tất cả kiếp cũng vô lượng. Như âm thanh của Phật vô lượng, Bồ Tát vang ra một tiếng nói,
Khắp cùng pháp giới, tất cả chúng sinh thảy đều nghe biết, tích tập trợ đạo cũng vô lượng. Như Phật lực vô lượng, Bồ Tát thừa lực Như Lai tích tập trợ đạo cũng vô lượng. Như trí như thiết trí vô lượng, Bồ Tát tích tập trợ đạo cũng vô lượng như vậy, đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này, thì sẽ được vô lượng trí huệ của Như Lai. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 thứ vô lượng trợ đạo, đó là 1. Như cõi hư không vô lượng, Bồ Tát tích tập pháp trợ đạo cũng vô lượng. 2. Như pháp giới vô biên, Bồ Tát tích tập pháp trợ đạo cũng vô biên. 3. Như cõi chúng sinh vô tận, Bồ Tát tích tập pháp trợ đạo cũng vô tận. 4. Như thế giới không bỏ mé, Bồ Tát tích tập pháp trợ đạo cũng không bỏ mé. 5. Như kiếp số nói không hết được, Bồ Tát tích tập pháp trợ đạo, tất cả thế gian cũng nói không hết được. 6. Như pháp lời nói của chúng sinh vô lượng, Bồ Tát tích tập pháp trợ đạo, sinh ra trí huệ, biết pháp lời nói cũng vô lượng. 7. Như thân Như Lai vô lượng, Bồ Tát tích tập pháp trợ đạo khắp tất cả chúng sinh, tất cả cõi, tất cả thế giới, tất cả kiếp số cũng vô lượng. 8. Như âm thanh của Phật vô lượng, Bồ Tát vang ra một tiếng nói khắp cùng pháp giới, tất cả chúng sinh thảy đều nghe biết, tích tập pháp trợ đạo cũng vô lượng. 9. Như Phật lực vô lượng, Bồ Tát thừa lực Như Lai tích tập trợ đạo cũng vô lượng. 10. Như trí như thiết trí vô lượng, Bồ Tát tích tập trợ đạo cũng vô lượng như vậy. Đó là 10 thứ pháp vô lượng trợ đạo. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này, thì sẽ đắc được vô lượng trí huệ của Như Lai. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ vô lượng tu đạo. Những gì là 10? Đó là tu chẳng đến chẳng đi, vì thân miệng ý nghiệp không động tác, tu chẳng tăng chẳng giảm, vì như bổn tánh, tu chẳng có chẳng không, vì không có tự tánh, tu như huyễn như mộng, như bóng như vang, như hình trong gương, như ánh nắng khi trời nóng, như trăng trong nước, vì lìa tất cả sự chấp trước, tu không vô tướng vô huyễn vô tác, vì thấy rõ ba cõi mà tích tập phước đức không ngừng nghỉ, tu bất khả thuyết không lời nói, lìa lời nói vì xa lìa pháp thi thiết an lập, tu chẳng hoại pháp giới, vì trí huệ hiện biết tất cả pháp, tu chẳng hoại trần như thật tế, vì vào khắp chân như thật tế bỏ mé hư không, tu trí huệ rộng lớn, vì hết thảy việc làm sức lực vô tận, tu trụ Như Lai thập lực bốn vô sở úy, nhân thiết trí bình đẳng, vì hiện thấy tất cả pháp không nghi hoặc, đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được tu nhân thiết trí vô thượng thiện xảo của Như Lai. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 thứ vô lượng tu đạo. Những gì là 10? Đó là 1. Tu đạo chẳng đến chẳng đi, vì thần miệng ý nghiệp không động tác. 2. Tu đạo chẳng tăng chẳng giảm, vì như bổn tánh. 3. Tu đạo chẳng có chẳng không, vì không có tự tánh. 4. Tu đạo như huyễn như mộng, như bóng như vang, như hình trong gương, như ánh nắng khi trời nóng, như trăng trong nước, vì tất cả, vì lìa tất cả sự chấp trước. 5. Tu đạo không vô tướng vô huyện vô tác, vì thấy rõ ba cõi mà tích tập phước đức không ngừng nghỉ. 6. Tu đạo bất khả thuyết, không lời nói, lìa lời nói, vì xa lìa pháp thi thiết an lạc. 7. Tu đạo chẳng hoại pháp giới, vì trí huệ hiện biết tất cả pháp. 8. Tu đạo chẳng hoại chân như thật tế, vì vào khắp chân như thật tế và bờ mé hư không. 9. Tu đạo trí huệ rộng lớn, vì hết thảy việc làm sức lực vô tận. 10. Tu đạo trụ Như Lai thập lực và bốn vô sở úy, nhất thiết trí bình đẳng, vì hiện thấy tất cả pháp không nghi hoặc, đó là 10 pháp vô lượng tu đạo của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này, thì sẽ đắc được tu nhất thiết trí vô thượng thiện xảo của Như Lai. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ chẳng nghiệm đạo. Những gì là 10? Phật tử, Đại Bồ Tát không lìa dục giới mà nhập vào thiền định giải thoát và các tam muội của sắc giới vô sắc giới, cũng chẳng do vậy mà thọ sanh ở đó, đó là chẳng nghiêm đạo thứ nhất. Trí huệ hiện tiền nhập vào thành phần đạo, chẳng dùng đạo này mà lấy xuất ly, đó là chẳng nghiêm đạo thứ hai. Trí huệ hiện tiền nhập bích chi Phật đạo mà khởi đại bi không ngừng nghỉ, đó là chẳng nghiêm đạo thứ ba. Tuy có quyến thuộc trời người vây quanh, trăm ngàn thể nữ ca múa hầu hạ, mà chưa từng tạm xả thiền định giải thoát và các tam muội, đó là chẳng nghiêm đạo thứ tư. Với tất cả chúng sinh thọ các dục lạc cùng vui chơi với nhau mà vẫn chưa từng trong khoảng một niệm xả lìa Bồ Tát tam muội bình đẳng, đó là chẳng nghiêm đạo thứ năm. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 thứ chẳng nghiêm đạo. Những gì là 10? 1. Phật tử, Đại Bồ Tát không cần lìa khỏi dục giới mà có thể nhập vào thiền định giải thoát và các tam muội của sắc giới và vô sắc giới. Ở đó nhập vào thiền định giải thoát và các tam muội, cũng chẳng do vậy mà thọ sinh ở sắc giới và vô sắc giới. Đó là chẳng nghiêm đạo thứ nhất.
2. Trí huệ hiện tiền nhập vào thành văn đạo, nhưng chẳng dùng đạo này mà lấy xuất ly bà cõi, đó là trải nghiệm đạo thứ 2. 3. Trí huệ hiện tiền nhập vào bích chi Phật đạo mà sinh khởi tâm đại bi, phổ độ chúng sinh không khi nào ngừng nghỉ, đó là trải nghiệm đạo thứ 3. 4. Tuy có quyến thuộc trời người vây quanh, lại có trăm ngàn thể nữ hoặc ca múa hoặc hầu hạ, mà chưa từng tạm xả lìa thiền định giải thoát và các tam muội, đó là trải nghiệm đạo thứ 4. 5. Với tất cả chúng sinh thọ các dục lạc, đại chúng cũng vui chơi với nhau, mà vẫn chưa từng trong khoảng một niệm tạm xả lìa Bồ Tát tam muội bình đẳng, đó là trải nghiệm đạo thứ 5. Đã đến bờ bên kia của tất cả thế gian, nơi các pháp thế gian đều không nhiễm trước, mà cũng chẳng bỏ hạnh độ chúng sinh, đó là trang nghiêm đạo thứ 6. An trụ trong chánh đạo, chánh trí, chánh kiến, mà hay thị hiện vào tất cả tà đạo, chẳng lấy làm thật, chẳng chấp làm tịnh, khiến cho chúng sinh đó ra lìa tà pháp, đó là trang nghiêm đạo thứ 7. Thường khéo hộ trì tịnh giới của Như Lai, thật là ý nghĩa không có các lỗi lầm, vì muốn giáo hóa chúng sinh phạm giới mà thị hiện hành tất cả hạnh của phàm phu ngu si, tuy đã đầy đủ phước đức thanh tịnh, chủ cõi Bồ Tát, mà thị hiện sinh nơi tất cả địa ngục, súc sinh ngạ quỷ và các nơi hiểm nạn bần cùng, khiến cho chúng sinh đều được giải thoát, mà thật Bồ Tát chẳng sinh cõi đó, đó là trang nghiêm đạo thứ 8. 6. Đã đến được bờ bên kia của tất cả thế gian, đối với tất cả pháp thế gian hoàn toàn không nhiễm trước mà cũng chẳng bỏ hạnh độ chúng sinh, đó là trang nghiêm đạo thứ 6. 7. An trụ trong chánh đạo, chánh trí, chánh kiến mà hay thị hiện vào tất cả tà đạo, nhưng chẳng lấy làm thật, cũng chẳng chấp làm tịnh. Tại sao vậy? Vì hiện thần thuyết pháp khiến cho tất cả chúng sinh đó ra lìa tà pháp, đó là trang nghiêm đạo thứ 7. 8. Thường khéo hộ trì tịnh giới của Như Lai khiến cho thân lời ý, ba nghiệp hoàn toàn không có các lỗi lầm. Vì muốn giáo hóa chúng sinh phạm giới mà thị hiện làm tất cả việc làm của phàm phu ngu si, tuy đã đầy đủ phước đức thanh tịnh, trụ trong cõi Bồ Tát, mà thị hiện thọ sinh nơi tất cả địa ngục, súc sinh ngạ quỷ và các nơi hiểm nạn bần cùng, khiến cho chúng sinh đều được giải thoát, mà thật Bồ Tát chẳng sinh ở trong cõi đó, bất quá chỉ là thị hiện thọ sinh mà thôi, đó là trang nghiêm đạo thứ 8. Chẳng do người khác dạy mà được vô ngại, biện tài, trí huệ quang minh chiếu sáng khắp tất cả Phật Pháp, được tất cả Như Lai thần lực gia trì với tất cả chư Phật đồng một pháp thân, thành tựu tất cả mật pháp kiên cố đại nhân minh tịnh. An trụ tất cả các thừa bình đẳng, cảnh giới chư Phật đều hiện ở trước, đầy đủ tất cả thế trí quang minh, chiếu thấy tất cả các cõi chúng sinh, hay vì chúng sinh làm chi pháp sư, mà thị hiện cầu chánh pháp chưa từng ngừng nghỉ. Tùy thật với chúng sinh làm vô thượng sư, mà thị hiện tôn kính hòa thượng A Xà Lê. Tại sao? Vì Đại Bồ Tát Thiện Xảo Phương Tiện trụ Bồ Tát Đạo, tùy sự ứng hóa đều vì họ thị hiện, đó là trang nghiêm đạo thứ 9. 9. Chẳng do người khác dạy mà được vô ngại biện tài trí huệ quang minh chiếu sáng khắp tất cả Phật Pháp, được tất cả Như Lai thần lực gia trì với tất cả chư Phật mười phương ba đời đồng một pháp thân, thành tựu tất cả mật pháp kiên cố đại nhân minh tịnh, an trụ trong tất cả các thừa bình đẳng cảnh giới của tất cả chư Phật đều hiện ở trước, đầy đủ tất cả trí huệ quang minh thế gian chiếu thấy tất cả các cõi chúng sinh, hay vị chúng sinh làm tri pháp sư, phàm là những sự lý mà chúng sinh không biết thì Ngài đều biết, mà thị hiện cầu chánh pháp chưa từng khi nào ngừng nghỉ. Tùy thật tế làm vô thượng sư của chúng sinh mà thị hiện tôn kính hòa thượng A Xà Lê. Tại sao vậy? Vì Đại Bồ Tát có trí huệ thiện xảo phương tiện trụ Bồ Tát Đạo, tùy sự ứng hóa đều vì họ thị hiện, đó là trang nghiêm đạo thứ 9. Căn lành đầy đủ các hạnh rốt ráo, được tất cả Như Lai cùng quán đảnh, đến được bờ bên kia tất cả các pháp tự tại, lụa pháp vô ngại, dùng làm mão độ trên đầu. Thần của Bồ Tát đến khắp tất cả thế giới các hiện thân vô ngại của Như Lai. Nơi pháp tự tại rốt ráo tối thượng chuyển bánh xe pháp thanh tịnh vô ngại, pháp tự tại của tất cả Bồ Tát đều đã thành tựu do vì chúng sinh mà ở trong tất cả cõi nước thị hiện thọ sinh với chư Phật ba đời đồng một cảnh giới, mà chẳng bỏ Bồ Tát hạnh, chẳng bỏ pháp của Bồ Tát, chẳng giải đãi nghiệp của Bồ Tát.